IVF Phương Châu xin chào anh chị. Thì video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tiêm loại thuốc Ovitrel 250mg. Thì với loại thuốc này anh chị sẽ tiêm một lần duy nhất vào đúng giờ và đúng ngày bác sĩ đã chỉ định trên toa thuốc. Bước 1, anh chị kiểm tra thuốc với toa thuốc xem có đúng tên thuốc hay không. Thứ hai là có đúng giờ tiêm thuốc được chỉ định hay không. Và thứ ba, ngày tiêm được chỉ định có đúng là hôm nay hay không. Kế tiếp, anh chị kiểm tra lần cuối cùng hộp thuốc có đúng tên hay không. Sau đó sẽ kiểm tra hạn sử dụng của hộp thuốc trước khi khui. Kiểm tra tiếp theo đó là kiểm tra chất thuốc. Với thuốc bình thường sẽ có dạng trong suốt. Thuốc hư sẽ bị đổi màu và thuốc sẽ bị vón cục lại. Sau các bước kiểm tra, anh chị cần rửa sạch tay với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện các bước chỉnh liều thuốc. Bước 2, chỉnh liều thuốc. Anh chị sẽ chỉnh liều bằng cách xoay vặn núm chỉnh liều cho đến khi nào cửa sổ chỉnh liều từ số 0 hiện lên đến số 150 thì anh chị dừng lại. Kế tiếp, anh chị sẽ tháo niêm phong nắp kim và thực hiện vặn nắp kim vào bút tiêm. Ở thao tác vặn nắp kim, anh chị chú ý là vặn vừa phải, không vặn quá chặt sẽ làm bể nắp kim, dẫn đến trường hợp là thuốc sẽ bị chảy ra ngoài trong quá trình anh chị bơm thuốc. Bước 3, anh chị thực hiện tiêm thuốc. Khi đã lắp xong đầu kim thì anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4-5 cm, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Trước khi tiêm thì anh chị sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem cửa sổ chỉnh liều có hiện đúng 250 đơn vị hay không. Sau đó mình sẽ rút nắp kim ra và chuẩn bị thực hiện bước tiêm thuốc. Khi tiêm thì anh chị sẽ thực hiện véo da bụng lên và đâm kim nhanh một góc 45-90 độ. Sau khi đã đâm kim xong thì mình sẽ dùng một tay để cố định bút tiêm lại, tay còn lại thì sẽ ấn đè nút chỉnh liều để bơm thuốc. Cách để kiểm tra anh chị đã tiêm đủ thuốc hay không là cửa sổ chỉnh liều nó sẽ lùi về tới số 0 và cái bít tông nó sẽ hạ đến mức số 0 thì anh chị đã tiêm hết thuốc rồi. Còn cái phần thuốc ở dưới số 0 là phần thuốc đệm, anh chị sẽ bỏ và không thực hiện tiêm loại thuốc này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tiêm hoặc là lan khắp cơ thể. Dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. Đối với loại thuốc này, anh chị cần liên hệ nhân viên y tế hoặc bác sĩ ngay khi anh chị gặp vấn đề trong quá trình chỉnh hoặc tiêm thuốc, hoặc tiêm sai ngày, sai giờ được chỉ định. Cuối cùng, anh chị mang theo vỏ thuốc để nhân viên y tế kiểm tra lần cuối cùng trước khi anh chị thực hiện thủ thuật. IVF Phương Châu xin cảm ơn.